Anna xin chào tất cả mọi người. Tiếp theo video này thì mình cũng đăng những mẫu đồ bộ mình may cho khách nha. thì bên mình chuyên nhận đặt may đồ bộ thun online. thì mọi người có thích những mẫu đồ bộ bên mình thì liên hệ qua số điện thoại 0817636479 để biết thêm chi tiết. thì sau đây là 10 mẫu đồ bộ của một em gái ha, cũng còn hơi trẻ cho nên là mình có mai thêm một số kiểu mới để đăng lên cho mọi người tham khảo nha. Đầu tiên là một bộ cổ vuông à, có hai cầu dài, tay cánh tiên, phía trước ngực có phần bèo rủ. À, tiếp đến là một bộ cổ tim bầu, một bên đó là mình rã phối à, vải đen ha và cắt những quà tiết mai trên cái nền đen á để tạo ra một kiểu áo mới và kết những cái nút ngọc trai ha. À, để cho cái phần phối này nó nhìn coi nó đẹp hơn. Tay thì tay dún viền. Thì những mẫu đồ bộ này là mình may trên chất liệu vải thun 3 d nha. Chất vải thun này rất là mềm mịn và mát. Quà tiết ở trên vải nó cũng nhìn cũng rất là sang. tiếp đến là một bộ cổ à, tròn thì à, phần trước ngực mình có à, phối lưới ép nhung và mai những cái à, cái bèo dúng dạng xếp kiểu bông dừa ha rồi tay thì tay dúng dảnh thì à, đa số là mình mai đồ trung niên cho nên là kiểu à, rất là ít ha đồ trung niên thì không có kiểu nhiều à, đơn giản thôi còn lâu lâu mới có được à, đồ trẻ trẻ để mình may mẫu hơi mới mới nha Rồi tiếp đến là một bộ cổ tròn à, rã đô thì trên cái phần đô này mình rã đô càng kiểu như răng cưa ha nó có giận sống nè à. tay thì tay bèo dúng thì cái phần rã đô này là mình phối với vải đen và trên vải đen này mình cắt những hòa tiết của vải chính mình đắp lên mình mai ha đơn giản vậy thôi mình có được cái kiểu đồ hơi lạ xíu thì thường mình may đồ cho các cô các gì trung niên ha cho nên là mình phép cổ nó gọn thôi còn những uh, em nào mà trẻ trẻ thích cái cổ rộng thì dặn mình ha thì mình sẽ mai cổ sâu và rộng hơn xíu chứ thường mình may cho người lớn tuổi thì mình phép cổ nó vừa mặt thôi à rồi tiếp đến là một bộ cổ vuông tim ha mối uh, lưới ép trước nhung nhất là nha. mình thì rải dưới chân ngực rất ha là sang giống trước ngực tay thì mẫu phối lưới ép rất nhung thịnh nha phần vai cũng phối phối lưới ha và mọi người thì mặc cái mẫu dạng, này đang rất là hot nha là cái dạng, dạng tay phối lưới nè ép nhung này nè À, dạ, giờ đang áo, áo này cổ hành. tim mẫu này mặc có, nhìn, uh, nhìn rất là trẻ trung nha rút dúng trước ngực ha à, phần cổ đầy đặn thì mình mặc cái cổ vuông cái cổ dúng tim nè thì nhìn cái 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 cổ áo rất là đẹp cái chất giải thun 3D này nằm mặt rất là mát nha và những cái hoa tiết ở trên cái vải nó nhìn rất là đẹp rồi tiếp đến là một bộ cũ vuông mình rã hai bên phần nách ha à, phía trước cổ vuông thì mình mai hai cái đường ren kim tuyến tay thì phối lưới ép nhung có bo tay thì mẫu này thì mình đã có đăng rồi ha nhưng mà lên cái cái vải mới thì mình mai lên thì nó 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 đẹp theo cái kiểu vải mới ha rồi đây là một bộ màu tím cổ tim ha nhìn thì rất là đơn giản nha nhưng mặc vô nhìn rất là cưng luôn cái cái tay 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 đổ ship ly ha cái tay này mặc vô nhìn rất là đẹp nó phồng phồng ngay trên đầu vai ha còn cái phần dưới cái cửa tay thì nó vừa mặc nha trên vai là mình có lọng ghép một chút xíu cho cái phần à, lọng ghép lưới ép nhung ha nhìn cho cái phần trên cái vai nó hơi thoáng một chút xíu mẫu này mặt nhìn rất là là thương dễ thương luôn á với người lớn tuổi thì mình mai cái phần cổ tim này mình khỏi lộng cũng được Rồi, tiếp theo là một bộ cổ thuyền ở trước á, thì mình có phối hai cái à, giống như là hai cái à, dây nơ ha. màu đen và mình xem à, một cái hoa hồng mình kết một cái hoa hồng ha tay thì à, tay cũng à, tay đổ xếp ly mẫu áo này mình cũng có đăng rồi ha nhưng mà lên cái mẫu giải mới thì mình À, đăng lại thì nhìn cái kiểu áo nó cũng à, đẹp Rồi tiếp theo là một bộ cổ Một bên là cổ vuông và một bên là cổ tròn ha U tròn Rồi mình giải 3D này nhìn Rất là sang ha Rồi trên cái phần cổ thì mình có xếp bèo một bên góc chuông thì mình gửi kết một cái nơ tay thì ta dúng truyền Trên cái tay áo ha, mình có khoét một cái giọt nước Nhìn cho nó khác khác xíu ha Tiếp đến là một bộ cổ tròn Mình cũng rã đô ha thì trên cái phần rã đô này mình mai hai cọng dây. tay thì tay con rút dúng nhẹ trên đầu vai. Mẫu này mình cũng có đăng rồi ha. Mà của em này 10 bộ nên mình đăng hết lại 10 bộ. Để cho em có xem lại ha rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha hẹn gặp lại mọi người trong những video sau